Bence ya bir ay ve trong khi chị nặng cái lực cứ muộn ra những khó thấy thôi. Nhiều khi chui bé từ ngoài vô chứ bay nãy giờ bay rồi còn gì thấy đâu chung bé cũng bé đó. Đi hơi nhiều trong mạc chứ. Xa xa chứ chị không thấy luôn.
Thứ năm thứ sáu luôn, vẫn học luôn, học học năm ngày tuần năm bữa luôn á, thầy dốc quá nên chưa phải học. Chưa đây rồi, chưa đi tắm rồi. Chưa. Đi tắm mà đi ăn mà học. Mấy phút rồi ta? Chờ mấy phút rồi. Kêu khoa tay mình chị đó. Kêu anh Hoàng lấy á, là kêu không ba lấy đập ba lấy khô nén bị khô á, gian khô dễ sợ. Nặng muốn rớt cái máu này. Muốn tắt thở. Mộng miếng mấy phút rồi,